Vào tối qua tại ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vừa xảy ra một vụ hành hung có tổ chức với nhiều tình tiết nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Chí Quốc, là người cung cấp thông tin cho phóng viên của VTC14 phản ánh trong những ngày gần đây. Sự việc diễn ra nhanh chóng, bất ngờ khiến những thành viên trong gia đình hoang mang sợ hãi, ghi nhận của VTC14. Chiếc áo đẫm máu sau vụ bị hành hung. Anh Nguyễn Trí Quốc bị thương nặng vùng mặt, miệng phải khâu tới hai lớp. Anh Quốc cho biết, vào lúc 19 giờ tối qua, một nhóm côn đồ 6 người đi trên một chiếc xe hiệu Innova 7 chỗ, bất ngờ xông vào tiệm tạp hóa nhà anh Quốc truy sát. Mặc dù đã bỏ chạy và kêu cứu, nhưng nhóm côn đồ vẫn tiếp tục tấn công. Đến chiều tối nay, anh và những người thân trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng về những việc đã xảy ra. Cái sự việc xảy ra khiến cho mình và gia đình rất là bàng hoàng. Tại vì gia đình mình làm ăn buôn bán, xưa nay là không hề xích mích với ai. To tiếng, lớn tiếng, xô xát cũng chưa hề xảy ra suốt cả mấy chục năm qua. Có cái sự đột biến là chỉ sau này, từ khoảng 2 tháng gần đây, gia đình mình và ba mình có tham gia cái hoạt động là đưa tin với lại phản đối những công ty rác đã đem rác về đây gây ô nhiễm môi trường. Chưa từng bao giờ thấy một vụ án mà mang tính chất tổ chức nghiêm trọng như thế này. Là một cái hành vi mà các bạn cố ý các bạn gây thương tích mà gần như là cố ý giết người. Sau khi truy sát bất thành, nhóm côn đồ đập phá một số tài sản trong tiệm tạp hóa nhà anh Quốc. Sau đó cả nhóm lên xe ô tô rời khỏi hiện trường. Tất cả diễn ra trong khoảng 2 phút, khiến nhiều thành viên trong gia đình không kịp trở tay. 6 người một tổ chức, có tổ chức hẳn hồi, đi trên một chiếc Innova Toyota 7 chỗ. Rồi một người thì còn ở lại lái xe, còn 5 người thì xông vào để mà hành hung con thôi. Những đối tượng này tấn công mình nhìn rất là chuyên nghiệp. Đầu tiên là xông thẳng vào tấn công mình một cách không hề bỏ bị nói một tiếng nào, cứ đột ngột là tấn công lao thẳng vào mình. Sau khi mình chạy thoát, bắt đầu mới quay ra đập phá tài sản. Ông Hùng cho biết, trước giờ gia đình sống rất hòa thuận, được lòng người dân xung quanh và chưa bao giờ xảy ra xích mích với bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, gia đình ông đã giúp những người dân địa phương đứng lên đấu tranh, phản đối về việc một số đơn vị gây ô nhiễm môi trường tại đây, thì gia đình ông nhận được những lời dụ dỗ và đe dọa từ một số đối tượng. Tôi mong rằng các cơ quan pháp luật, và nhất là cơ quan điều tra phải cần làm rõ vụ việc này. Tại vì ở đây tôi nghĩ rằng cái việc tiên khởi không phải chỉ là con trai tôi, mà tôi nghĩ rằng sẽ còn tiếp tục có những, nếu còn tiếp tục đấu tranh về cái việc môi trường, thì có tiếp tục những vụ án tương tự như con trai tôi, mà tôi có thể nghĩ rằng còn nghiêm trọng hơn nữa, chứ không phải là như thế này. Mong cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng, mình phải tác động và tìm ra đối tượng để bảo đảm cuộc sống an lành cho người dân và cả quyền sống của người dân ở đây. Tại vì nếu như mà mình hoặc ba gia đình mình bị hạ gục liền ngay lúc này, thì cả vùng này sẽ chìm trong rác thải và chất thải ô nhiễm, mà không một ai dám lên tiếng nữa. Hiện tại, những thành viên trong gia đình anh Quốc đang sống trong sự bất an, sợ hãi khi nhóm côn đồ truy sát gia đình anh vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây được xem là vụ án có tính chất và mức độ nghiêm trọng nhất tại địa phương này trong vài chục năm trở lại đây.